đây là cái tuyến đường huyết mạch đi về biển Hồ Tràm chị ha. Đây là tỉnh lộ 328 ở hướng trước mặt em đi qua này, đi về biển Hồ Tràm khoảng 10 cây số thôi, mình đi thẳng một mạch luôn chị ha. Và mình di chuyển khoảng 5-7 cây gì đó mình sẽ đụng ngay vòng xoay Bà Tô, hay là được gọi là trung tâm thị trấn Phước Bửu và trung tâm huyện Xuyên Mộc đó. Ở đó thì có công viên này, công viên Hồ Bà Tô này và chợ Bà Tô ha. Và trung tâm hành chính này kia luôn là nằm đó lên ra ha. Di chuyển về rất là gần. Cái cung đường này khúc này thì chỉ có chạy được 50 km/h thôi anh chị ha. Nên là điều đường này đi chỉ có 50 km/h thôi. Trên đây chút xíu nè, ngay khúc cua này, mình sẽ có mở một cái cung đường tránh đó chị. Cung đường tránh đó mình đi thẳng xuống biển Hồ Tràm luôn cũng được ha. Nói chung là đường đó mình chạy ít nhất là 80 km/h. Nếu mà có con lưng cứng nữa thì mình chạy được 90 km/h ha. Đường kia đi xuống biển sẽ nhanh hơn. Đường này đường vào khu dân cư, chạy có 50 thôi. Thì hiện tại mình đang có mặt ở đây á, là ở ngay xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Nay em Điền có một cái sản phẩm chủ gửi bán, có một cái căn nhà Thái mini rất là đẹp luôn, nằm trên mặt tiền đường này luôn, mình có thể vừa mua ở vừa kinh doanh cũng được anh chị ha. Đặc biệt nữa bất sản mình là có ba mặt tiền đường anh chị, ba mặt tiền đường ha. Đây là đường bên hông này, là mặt tiền thứ hai này. Mặt tiền thứ nhất là 328 rồi, còn mặt tiền nằm sau đít của mình nữa ha, là ba mặt tiền đó. Đường này tương lai mình sẽ nối thẳng với lại cái đường đường tránh đi xuống biển Hồ Tràm đó, nối thẳng ra luôn ha. Thì đường tránh đó thì đã đền bù và san lấp mặt bằng xong hết rồi, bây giờ đang thi công anh chị. Cũng nhanh thôi, cũng chắc sang năm cũng là xong cái đường đó rồi. Và đây anh chị ha, trước khi vào review chi tiết sâu bất động sản mình thì anh Điền nói sơ cái diện tích. Bất động sản mình thì đang có diện tích là ngang mặt tiền này này là 6m1 anh chị ha. Đây, bất động sản mình thì bán theo mặt tiền đường này là 6m1 và sâu vào trong là cạnh bên này 38m3 ha, 38m3. Tổng diện tích trên theo app của mình á là 235m2. Và chưa trừ đường ha, và trong sổ hiện tại là trừ rồi. Thì trong sổ chính xác trong sổ là 197m2 và có sẵn là 60 thổ cư đất ở ha. Cái khúc này là đang chuẩn bị mở rộng nè, chưa làm xong anh chị ha. Mở rộng thì sẽ có đường 4 làn đường và có cả vỉa hè ha, vỉa hè trên đó ha, có cây xanh luôn. Khu vực này thì điện nước đầy đủ rồi, ba pha hay là nước máy gì có hết anh chị ha. Đây, lúc sáng mình lộ giới sẽ đi vào đây anh chị nha. Đây, đây ngay cái khúc tường bị đập này. Lộ giới vào đây, thì vỉa hè sẽ nằm trên này luôn ha. Tương lai đường này kia rất là rộng. Rồi, đây. Cái ngôi nhà chính ha, đã mình có cái hướng là hướng đông bắc anh chị ha. Hướng đông bắc. Một căn nhà Thái mái Thái mini. Đó thì giá đang cần bán là 3 tỷ anh chị ha. 3 tỷ cho tổng mức sản này có sẵn nhà luôn. Nói chung là giá cần bán, người ta không có tính giá trị nhà đâu. Người ta tính là bán là tổng bất sản thôi là 3 tỷ. Giá này sẽ có thương lượng. Quan trọng là cô chú nào mà thiện chí ha. Gặp chủ để thương lượng thêm gì. Đó, đi vào đây thì đây là cửa chính này. Bậc tăng cấp. Chỗ này công viên không gian phòng khách. Nói chung là cũng hiện tại là không có người ở đâu mà cũng hơi bừa bộn xíu ha. Còn cái tủ bếp này thì có thể tháo được ha anh chị ha. Có thể tháo, mình di dời theo cái ý muốn của mình sau ha. Nói chung là về thiết kế thì cũng chưa chỉnh chu, chưa hoàn thiện lắm. Cái này khu vực phòng khách ha. Mình có thể di dời tủ này về lui phía sau làm khu vực bếp. Và chỗ này để tivi này. Tiếp tới đây thì là toilet và phòng tắm ha, chung ở đây hết. Phòng sản mình thì đang có là 3 phòng ngủ. Nói chung là cái nhà này thì hoàn thiện khoảng đâu đó 90% thôi, chưa hoàn thiện hết và cũng chưa được ở luôn. Nhưng mà giờ kẹt tiền đang cần bán ha.
Sổ thì mới ra đây ngày 28 tháng 10 2024, mới ra cái đợt này, sổ mới ha. Hiện tại thì sổ mình là có rồi, nhưng mà em Điền cũng nói luôn ha, là bất động sản mình là đang sổ chung, hiện tại là có 3 người đang đứng tên ha. Thì 3 người này đều đồng lòng bán á chị. Ví dụ mà mình mua thì tất nhiên là tất cả 3 người này đều ra ký cho mình ha, tiền trao cháo hốc thôi chị. Đây là toilet thứ hai ha, cũng kết hợp phòng tắm. Nói chung về cái thiết kế này thì em Điền nghĩ nếu mà em Điền là người mua, em Điền sẽ sửa sang mấy cái phần mà em Điền không thích lắm ha, như cái bếp này và toilet thì nằm ngay khúc này thì em Điền cũng không thích lắm. Toilet em Điền muốn nằm lưới phía sau. Thì không sao, bức xã mình có một cái khúc trống phía sau nữa chị. Lưu đây là sâu 38m này. Hậu mình thì vuông vức ha, 6m1 hết, đất mình vuông vức các chị. Sau này gia chủ mình có trồng hai cái dừa ha, hai bên. Bốc xã mình thì có đang sử dụng là nước giếng luôn chị ha, giếng khoan ha. Cái nước giếng này thì tưới cây rất là tốt luôn. Còn mà mình muốn sinh hoạt trong gia đình á, mình muốn ấy thì mình có thể là đấu nước máy vào ha, khu vực này nước máy có hết rồi. Ở cái đường bên hông này thì mình chạy thẳng ra là giao với lại cái đường xuyên phức cơ mở rộng đó, đường tránh đó. Mình đi xuống biển rất là nhanh luôn ha chị. Đó, mặt đây là cái đường luồng bên hông này đó. Đó, và cái cửa phụ ha. Nói chung là cái máy thái này, máy thái mini thôi, cũng tương đối là đẹp. Giá 3 tỷ vừa mua ở vừa kinh doanh này, mặt tiền đường kinh doanh mà. Như mấy cái cửa này nếu mà em Điền mua thì em Điền sẽ thay mấy cửa sắt này hết này. Cái form nhà thì rất là đẹp, nhưng mà về cái cửa nẻo thì em Điền không thích lắm. Đó là riêng ý kiến em Điền thôi, còn không biết ý kiến anh chị sao. Vị trí thì em Điền cũng có nói rồi đó, cách biển Hồ Tràm 10 cây số, trung tâm huyện thì khoảng 50 cây. Từ Sài Gòn mà cô chú di chuyển về đây thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ ha, mình đi cao tốc. Tương lai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu làm xong nữa thì mình đi có tiếng rưỡi thôi chị. Cách thành phố Bà Rịa là 20 cây và cách thành phố Vũng Tàu thì khoảng 30 cây ha. Tuyến đường tỉnh lộ này thì mình biết rồi, giao với lại quốc lộ 5 cũng như là đi được tỉnh lộ 765 ha, DT 765, đi cao tốc được luôn các chị. Rồi con chú nào quan tâm bất sản này liên hệ ngay số điện thoại 0788668884 ha. Điền sẽ nhắc lại một lần nữa, bất động sản mình đang có diện tích là ngang là 6m1, sâu là 38m, tổng diện tích trong sổ là đã trừ lộ giới ra nha, sổ là trừ lộ giới ra, đường nó không mở nữa ha, là 197m2 và có sẵn là 60 thổ cư đất ở. Đất xã thì xây dựng mình không cần giấy phép xây dựng anh chị ha, dưới 7 tấm là được. Đang bán là 3 tỷ có thương lượng ha. Rồi Điền cũng xin được dừng video clip ở đây ha. Cô chú chị nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ em Điền, và để được xem video những video mới nhất của em Điền ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình ha.